ngày 20 tháng 9, liên quan đến vụ thiếu nữ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị hành hạ dã man, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kiểu, 43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 9, công an thị trấn Sông Đốc nhận được trình báo của một người dân trên địa bàn về việc cơ thể của bé gái 16 tuổi, ngụ cùng địa phương với bà Kiểu có nhiều vết thương. Theo điều tra, bà ngoại của nạn nhân nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà này. Khoảng giữa tháng 5 năm 2022, Kiểu nói cho nạn nhân làm thuê cho Kiểu để trừ nợ. Trong quá trình ở làm thuê, nạn nhân có làm sai, không đúng ý của Kiểu liền bị Kiểu dùng tay, roi trúc, cây múc thức ăn đánh nhiều lần. Dã man hơn, bà Kiểu bắt nạn nhân ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống.